Hôm nay, Hà xin phép giới thiệu đến các bạn bộ phim do Philippines sản xuất năm 2019, Chỉ là người xa lạ. Bộ phim tình cảm lãng mạn xoay quanh câu chuyện tình yêu ngang trái giữa một người phụ nữ giàu có 40 tuổi phải lòng một chú cừu non tám múi, 18 tuổi, rất đẹp. Ban đầu, người phụ nữ có chồng còn dè dặt, sự kiên nhẫn của gã phịch thủ trẻ tuổi đã khiến gái già gỡ bỏ phòng bị. Từ đó, cả hai cuồn cuộn lăn vào một cuộc tình không có lối thoát, nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi, mong manh. Chỉ một vài ngày trước, Mae cãi nhau với Matt, người chồng giàu có. Chán nản với cuộc hôn nhân không tình yêu, nữ chính cùng hai cô bạn gái đi du lịch nước ngoài để xả hơi. Những ngày đầu tiên, xa lìa cái cột của đời mình, cơ thể cô có chút khó chịu. Vì vậy, nữ chính lang thang trên biển một mình. Dưới ánh nắng rực rỡ của vùng biển vắng, vóc dáng của người phụ nữ lớn tuổi vẫn còn ngon cơm lắm, lồng lộng phô diễn trước những cơn sóng biển. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ. Anh ta mắc cỡ đứng nhìn, tay chân bắt đầu cảm thấy như có kiến bò xung quanh. Mae phớt lờ anh ta, cô không có hứng thú với nhóc con miệng còn thơm sữa. Người đàn ông duy nhất trên bãi biển cởi bỏ quần áo, để lộ cơ bụng tám múi. Chắc chắn, động thái này đã thành công. Mae ngay lập tức bị thu hút bởi thân hình trẻ trung này. Ngay lập tức gọi cho bạn thân của cô tuyên bố rằng tối nay cô sẽ đi hoang không về, tụi mày cứ đi ngủ sớm đi, khỏi chờ tao. Sau đó, cặp đôi đã đi dạo cùng nhau tại một trung tâm mua sắm gần đó. Anh thanh niên nắm bắt ngày cơ hội để gần gũi hơn với chị đẹp. Cả hai trò chuyện rất hợp nhau. Trai trẻ không quên chia sẻ các kỹ năng đạp xe thượng thừa của mình với người phụ nữ giàu có mới quen. Đêm đó, Mae thấm mệt sau một ngày dài rong ruổi cùng chàng trai. Cô muốn nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Càng trai chế giễu, Mae quá già và yếu ớt. Chị đẹp 40 ngước đôi mắt sắc lẹm nhìn trai 18, cậu chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Câu nói này đã chạm vào lòng tự trọng và ham muốn chinh phục trong anh ta. Anh thanh niên khẳng định mình đã trưởng thành. Hãy về nhà của chị, tôi sẽ cho chị thấy những gì tôi có thể làm. Hàm ý của anh ta quá rõ ràng, người phụ nữ từng trải đồng ý trong một cái chớp mắt. Hai người về khách sạn nơi Mae ở, cô lôi ra một suất tiền giấy và mở cửa phòng. Sau 16 phút ám muội, thanh niên thú nhận đây chỉ là một trò chơi vì anh chàng đã có bạn gái. Hai người đang yêu xa vì vậy họ không thể thường xuyên gặp nhau. Mae hững hờ lắng nghe mà không quan tâm chút nào. Bởi vì, từ đầu đến cuối, Mae cũng chỉ muốn chơi cùng anh ta. Từ đây, cả hai bắt đầu chuyến phiêu lưu cùng nhau. Họ thoải mái chơi đùa cùng nhau mà không cần biết quá nhiều về nhau. Đơn giản chỉ là một trò chơi thú vị của một chị đẹp chán chồng và một anh phi công cô đơn. Về nhà, Mae lại là bình hoa biết đi bên cạnh chồng mình như mọi khi. Thanh niên kia làm việc như một hướng dẫn viên du lịch. Mỗi ngày anh nói những lời hướng dẫn nhàm chán, lặp đi lặp lại về hành trình cho khách du lịch. Tưởng là chỉ vui qua đường, ai ngờ anh lại nhớ nhung chị đẹp mọi lúc. Cuối cùng, dưới sự sắp đặt của số phận, bọn họ gặp lại nhau. Đôi mắt nhỏ của trai trẻ sáng lên. Nhưng chị già Mae hơi thờ, hóa ra lần này cô ấy lại đi dự tiệc với Matt. Vì vậy, dù họ có nghĩ gì đi chăng nữa thì họ cũng phải kìm lại. Mae đã tìm thấy một cơ hội ngày hôm nay. Cô ấy bị thương ở chân và tìm cách rời bữa tiệc sớm. Cô nhẹ nhàng vỗ vào cái chảo của anh chàng. Sự trêu chọc này đã giết chết thanh niên ngây thơ. Thật khó để cai nghiện nhau, nam nữ, một già một trẻ lại lao vào sân chơi. Người phụ nữ giàu có này có thể quyến rũ làm chàng trai mê mẩn. Khi cả hai đang tập thể dục trên xe thì cha mẹ của Jack Hero đến. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc quần áo và rời đi. Sau đó, chàng trai tìm thấy nơi Mae sống. Nhân lúc Matt không có nhà, họ lao vào nhau không biết xấu hổ trong suốt nhiều ngày. Tắt đèn và tự xem một mình hoặc với người yêu của các bạn nhé. Mae là một nạn nhân của hôn nhân giàu tiền nhưng nghèo tình. Jericho là một đứa trẻ tội nghiệp, từ nhỏ đã sống theo ý muốn của cha mẹ. Anh đã tròn 18 nhưng cha mẹ luôn xem anh như một con rối. Anh thích đi du lịch, bố anh muốn anh học chính trị. Một hôm, khi Jericho đến nhà Mae, chồng cô đã đi vắng. Chị đẹp đang ốm liệt giường cuộn mình vật vờ trong chăn. Chàng trai lo lắng đi mua đồ ăn ngay. Về đến nhà, anh bắt đầu nấu súp và dọn dẹp nhà cửa. Anh còn không ngại bế người yêu vào nhà vệ sinh. Bọn họ sống vài ngày bên nhau như những cặp tình nhân. Cho dù đó là phòng tắm hay hội trường, bất cứ nơi nào cả hai muốn. Từ chỗ chỉ muốn vui chơi, dần dà họ bắt đầu muốn tiến xa hơn. Nhưng Jericho biết mình chỉ là một cậu bé nghèo, sống nhờ vào cha mẹ, lại đang có bạn gái. Anh nói với Mae, người yêu anh sắp về. Anh rủ bạn chơi đi cùng mình chọn cho cô bạn gái một món quà. Chọn tới, chọn lui, anh ấy chọn một cuốn sách. Nhưng tiếc là giá quá đắt. Mae đã thanh toán hóa đơn giúp em trai. Với món quà trên tay, Jack Hero đi gặp bạn gái, cả hai ngọt ngào còn chị đẹp Mae thì đứng nhìn hai người bọn họ cách đó không xa. Mae không khỏi cảm thấy chua xót. Dù trước đó, hai người thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau và bọn họ đã nói lời chia tay.
nửa năm chôn vùi tình cảm thì tình yêu vẫn sinh sôi nảy mầm, cảm giác vẫn còn đó. Chị đẹp tìm chồng và tìm cách khỏa lấp nỗi cô đơn. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mát chồng cô tức giận bóp chặt vai cô. Jack Hero là ai? Thì ra, đêm qua, Mai say và đã luôn mồm nhắc đến tên phi công trẻ khi đang bay cùng chồng mình. Không thể che giấu được nữa, Mai thú nhận mọi chuyện với chồng. Mát chẳng hề nổi điên, anh chồng kết hôn với cô đâu phải vì tình yêu. Miễn là em cứ làm bình hoa bên cạnh anh có thể bỏ qua mọi chuyện. Tin vào lời chồng nói, Mai có vẻ hơi ngây thơ. Đàn ông dù không yêu vợ cũng không bao giờ muốn người khác đụng đến vợ mình. Khởi đầu chỉ là một trò chơi, bây giờ dân chơi đã xa lầy vào hố sâu tình yêu không lối thoát. Mai đi tìm Jack Hero. Cô ấy cho rằng mình dũng cảm vì tình yêu thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng đời không như là mơ. Cô nhận ra phi công trẻ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của cha. Anh chỉ là một cậu bé lớn xác, giàu hóc môn. Mai cũng thuyết phục Rerico hãy dũng cảm đối diện với cha mình và làm những điều mà trái tim mình mong muốn. Nhưng cô không thể hiểu được. Bản lĩnh như vậy đòi hỏi bao nhiêu sức mạnh. Mai nói rằng, nếu Jericho còn tiếp tục làm theo lệnh của bố mẹ, cô sẽ chia tay anh. Jack Hero yêu Mai rất nhiều, anh van xin cô đừng bỏ anh. Hôm định mệnh, Jack Hero lấy hết can đảm để thú nhận chuyện tình của mình với bố mẹ. Trên đường về nhà, một đám người đã tấn công anh. Sau đêm đó, Mai không nhận được tin tức gì của Jack Hero, cô vô cùng lo lắng. Cô dọn đến ở căn nhà đối diện nhà Jack Hero. Cô thần thờ nhìn người mình yêu bây giờ đã trở thành người thực vật. Không thể hiểu vì sao ông trời lại đối xử bất công với mình như vậy. Cho đến một hôm, chồng cô đến kêu cô về nhà. Mai mơ hồ đoán được không phải ngẫu nhiên mà Jack Hero bị xã hội đen đánh. Đó là những gì Matt đã cố ý làm. Nhưng hối hận là vô ích, cô cũng không có bằng chứng gì để tố cáo anh ta. Sau nhiều ngày đấu tranh với thần chết, Jack Hero cũng đã ra đi. Chỉ một chút nữa thôi, biết đâu Mai và Jack Hero đã có cái kết hạnh phúc. Thật tiếc nuối. Trong đám tang, cả gia đình lên sân khấu tỏ lòng thành kính. Bạn gái của Jack Hero vẫn đang giữ cuốn sách mà Mae đã mua, cho thấy tình yêu kiên định của Jericho dành cho cô ấy. Khi Mae nhìn thấy điều này, cô ấy không thể không bước lên sân khấu. Cô nhấc micro lấy hết can đảm để quát mắng những người thân của Jericho, nói lên tất cả những điều mà bấy lâu Jack Hero không dám nói. Nhưng một giây tiếp theo, cô lập tức trở về thực tại. Mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Cuối cùng, người phụ nữ 40 tuổi đã có chồng lấy tư cách gì để đứng ở đây, chất vấn gia đình của Jack Hero. Mai Ekay đáng nhận ra cô chỉ là một người xa lạ. Cuối cùng, cô nhìn sâu vào người mình yêu sâu sắc và nói những lời chia tay như một người xa lạ. Hai người yêu nhau nhưng đến với nhau sai thời gian và sai địa điểm. Mai chỉ là một người lạ từ đầu đến cuối trong cuộc đời của Jack Hero. Nhớ thấy phim hay, cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà Nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.